Tông Long Quan, tùy bố của Phạm Trinh Đông. Tỉnh Vĩnh Bình, bây giờ gọi là Trà Vinh, có cả thảy 7 quận, Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang và Long Toàn. Long Toàn, bây giờ gọi là Duyên Hải, là quận heo hút nhất, trải dài theo bờ biển. Kinh rạch chi chít trong những khu rừng lá dừa nước có chen lẫn cây tạp, nước mặn, muỗi độc đầy trời. Chỉ có một con lộ lớn duy nhất nối từ thị xã, ngang qua quận Cầu Ngang, băng qua một con sông lớn để vào địa phận Long Toàn. Đó là sông Long Toàn. Trước năm 1975, chi khu và quận đường ở phía bờ Tây, cách sông Long Toàn khoảng 4 cây số. Sau này, Cộng sản đổi tên gọi thành huyện ủy và rời về phía bờ Đông. Từ lâu đã có một cây cầu sắt bắt qua con sông Long Toàn này. Dân chúng qua lại làm ăn thoải mái. Từ cuối năm 1963, sau khi Toa Dập giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm, những tay đầu sỏ Sài Gòn liên tục hùng hục tranh ăn, bò ngỏ miền Nam cho Cộng sản miền Bắc tha hồ xâm nhập, mở đầu cho cuộc bỏ chạy nhục nhã 12 năm sau. Trong bối cảnh đau lòng đó, năm 1965, Cộng sản thả giàn phá nát con lộ và đem mìn giật sập chiếc cầu. Từ đó, và mãi sau này, qua sông phải dùng đò ngang. Buổi trưa nắng đỏ, sông Long Toàn nước chảy cuồn cuộn, chuyến đò vừa cập bến, khách trên đò xôn xao đi xuống, khách dưới bến láo nháo đi lên, lại có những tay không đi đâu nhưng cũng tất bật ùa xuống đò. Tôi là một tay trong đám đó, đám xe hông đa ôm. Xứ này là xứ sống bằng nghề thủy sản. Vài năm trước, đám xe ôm chỉ có loe ngoe vài mống túng nghề xách xe chạy bầy. Đến giờ, đập đìa cá tép thưa dần, tôm cua nuôi hồ năm trúng năm thất, những tay chủ đập sạt nghiệp đành trốn nợ bỏ nhà đi xứ khác, những tay mới ngáp ngáp cũng mất vía, hoảng hồn, sang bán đổ tháo rồi mua một chiếc Honda để chở khách, kiếm gạo qua ngày. Vì vậy, giết rồi xe ôm nhiều hơn khách đi. Được một điều, mọi người đều biết nhường nhịn nên không có cảnh giành giật, chửi bới, đánh nhau. Tôi không có đập đìa gì hết. Tôi chỉ là một người trở về từ trại tù cải tạo với tài sản duy nhất và quý giá nhất là một cô vợ trung thủy và ba đứa con ngoan. Tôi gốc gác Biên Hòa, ngày xưa làm việc ở chi khu Long Toàn này, bị một cô nữ sinh tên là Bé Năm, nhà ở gần đó, trói cổ nên đã nhận nơi này làm quê hương. Khi nước mất, tôi vào tù, như mọi người. Sau 6 năm, học tập tốt, sấp bấc sang bang, tôi tốt nghiệp. Ra khỏi trường tù Bến Giá và về sống bên vợ con ở Long Vĩnh, một xã của quận Long Toàn. Bắt đầu làm lại cuộc đời mới bằng nghề đốn củi bán cho ghe buôn. Rừng lá dừa nước thì nhiều nhưng không thể làm củi. Cây mắm, cây giá, cây bần thì rải rác, chẳng bao nhiêu nên đã cạn kiệt. Lớp người trước đã đốn hết, chỉ còn để lại phần gốc rễ. Do đó, tôi không đốn củi mà là đào củi và đào bằng cây búa lụt nhầy của ông bà già vợ cho. Không phải ông bà keo kiệt mà vì cả nhà bấy giờ chỉ có cây búa chảnh đó mà thôi. Không bao lâu, chẳng còn củi để đào, tôi xoay qua nghề làm mướn bá nạp. Đào ao, gánh đất, cuốc rồng, trồng khoai, ai cần gì, tôi làm cái nấy. Đến một lúc cũng chẳng còn ai mướn vì xóm vốn thưa dân và kẻ dư ăn không có mấy người. Tôi bèn xoay qua nghề sửa xe đạp dù thật tình không biết chút gì cái nghề này. Qua Đôn Châu học lóm 3 bữa. Tôi trở về hì hục đóng ngay miếng bảng nhỏ, sơn sửa xe đạp, vào thân cây bạch đàn trước nhà. Ấy thế mà sống được lai dai, cũng sửa con chó, nối sen đứt, vá ruột, sơn bằng ống bơm. Xe đạp xã hội chủ nghĩa xài toàn đồ dởm nên tôi có việc làm hoài. Có ông nội nào đó, mới thay cái ruột xe mới tinh bữa trước, bữa sau đã dắt tới vá rồi. Mà thiệt khổ, vá xong lỗ này thì xì lỗ khác, vá xong đâu vào đấy. Cái ruột xe mới giống như một miếng rẻ rách và tiền công vá muốn bằng tiền mua ruột mới. Phần tôi cũng không khỏi tổ trác, anh chàng ba hợp xóm trong đặt làm hai bánh, niềng mới, căm mới. Buổi chiều lấy xe, buổi tối ló đầu vô nhà. Tôi hỏi, tối rồi, đi đâu? Ủa, sao mà tèm lem, tuốc luốc vậy? Ba hợp nhăn nhó, xe đạp từ chiều tới giờ đi lắc như bàn gần. Tính ra cho anh hay để coi lại, ai dè tới đầu bờ thì lắc luôn xuống mương. Hóa ra thầy Hiệp bắt căm lỏng le, xuống mương là còn may đó. Lúc ấy, Tư Chiến, người bạn thân chòm xóm của tôi,
Trong nhà có sẵn chiếc Honda 67 trùm mền từ ngày Tổng Thiệu vác giò lên cổ chạy ra nước ngoài, hưởng đời ăn hút, còn hắn thì tả tơi xách túi vô tù. Một hôm, sau khi đi Trà Vinh về, Tư Chiến đem xe ra chợ cái đôi ngồi trong ngóc. Ngạc nhiên, tôi hỏi, chờ ai mà ngồi đây? Tư Chiến kể lễ, thấy trên thị xã Trà Vinh, người ta chở khách bằng Honda, tôi thử một bữa coi sao. Tối hôm đó, Tư Chiến mò tới nhà tôi, hề hả khoe, quá đã, ngày hôm nay chạy được 6-7 ngàn, và hắn khẩn khoản biểu tôi ráng tìm cách xoay qua nghề Honda ôm cho đỡ khổ hơn. Tôi ham quá nhưng không biết làm sao, một chiếc Honda cũ rẻ nhất cũng trên dưới một cây vàng chứa bộ ít sao. Gia tài sự sản nhà tôi không hơn hai chỉ, cuối cùng, vợ chồng đồng ý làm liều, bán cái máy may của ông bà già vợ cho. Mượn thêm vàng của bà con mỗi người một ít để mua một chiếc Honda cũ và bắt đầu hành nghề xe ôm ngay hôm lấy xe về. Sau vài tuần, gom tiền mua 4 con heo con, nhịn ăn nhịn mặc cho heo ăn, và gần một năm sau thì trả xong nợ vàng, mừng hú. Kể từ đó, tôi và Tư Chiến trở thành hai tên xe ôm chuyên nghiệp và đầu tiên trong xóm này. Hàng ngày chạy khách loanh quanh cơi Long Toàn, Cái Đôi, Kinh Đào, Cái Cối. Thỉnh thoảng cũng có dịp chờ khách đi ngược ra Ba Động, Cồn Cù, nhìn biển trời mênh mông mà buồn nhớ đâu đâu. Khách qua đò lần lần đi lên, mấy bà đi chợ về gióng gánh lỉnh kỉnh, mấy cô cậu học trò tan lớp về nhà, đùa giỡn lao nhau. Mấy ông đầu tóc chởm bơm, râu ria lởm chởm, da sạm đen mốc thích, chắc mới qua chợ huyện bên kia sông mua này mua kia hay đi làm giấy tờ, vay tiền ngân hàng gì đó. Mấy tên xe ôm kiếm được khách đi hớn hở nổ máy chuẩn bị lên đường. Những tên không hên, thản nhiên trở lại dãy quán ăn lụp xụp quanh bến đò, ngồi chờ chuyến khác. Tôi thường được nằm trong những tên không may đó. Ngày trước, dàn xe ôm còn ít nên khách chở nhiều khi không hết. Đôi lúc phải chịu giận hơn vì chở người này, bỏ người kia. Bây giờ, dàn xe quá đông. Đã vậy, toàn những chàng trai trẻ, xông xáo, năng nổ chào mời tìm khách khiến cho những tay sồn sồn như tôi nhiều bữa phải chịu lổ tiền xăng, ngồi ngóng gió suốt ngày. Chuyến đò này tôi không kiếm được mối nào, cũng may hồi sáng sớm đã làm được một cuốc từ Cái Đôi lên đây. Chở cô nàng Hoa, con bà hai giáo ở cùng xóm, đi Long Toàn. Không biết cô nàng làm sở gì, vài bữa văng bóng, vài bữa chạy về với mẹ, quần áo nhờn nhơ. Người ta xì xầm, con nhỏ này mắc bệnh sida và công an đang kiếm bắt. Đây là một tin long trời lở đất vì thời buổi đó, xóm nghèo này chưa có chuyện đĩ điếm bao giờ. Cùng lắm là vài cuộc tình vụng trộm của những kẻ yêu nhau trong ngang trái mà thôi, đâu đến nỗi gì. Một lần, sau vài tháng làm phụ hồ bên cầu quan, thằng Cốm Đuôi, con chị Ba Như, dẫn về một cô gái và nói là vợ. Cốm Đuôi đâu có đôi mù gì, chỉ có một con mắt lé và cái tật ba chớp ba nháng mà thôi. Ba Như khoái chí vì khỏi tốn tiền cưới vợ cho con. Cơm không đủ ăn lấy gì treo cưới. Ai dè ít bữa có người trên Trà Vinh về cho hay mới té ngửa ra là gái làng chơi ở khu tiệm rượu, hàng dầu. Vậy là cả xóm mượn công an ấp quyết liệt đuổi cô gái đi ngay, bất kể Cốm Đuôi nhào lăn dưới đất, khóc la như heo bị thiến. Về sau, Cốm Đuôi cũng được vợ chồng hai mén ở mé rừng gả không cho đứa con gái cưng. Cả hai chí thú làm ăn, chồng làm thợ, vợ chằm lá bán cho ghe buôn. Tuy nghèo nàn nhưng thật giàu hạnh phúc. Đang vẫn vơ chuyện xóm làng, có tiếng người chợt hỏi, anh có khách chưa? Tôi giật mình, quay nhìn vào, một người đàn ông chạc tuổi tôi, quần áo xuề xòa, đang ngồi một mình với ly đá chanh. Hình như người này đã đến từ những chuyến đò trước rồi ghé uống nước ở quán này. Tôi không hiểu hắn muốn gì, ngờ ngợ đáp, chưa? Người đàn ông nói bằng giọng từ tốn, vậy anh chở tôi đi Cồn Trứng được không? Thì ra là khách, tôi mừng hú. Có phần khỏi lo là đây, người khách đứng dậy, theo tôi ra xe, không hỏi giá cả như thói thường, nhanh nhẹn ngồi lên. Nhìn vết thẹo thâm đen ngay giữa trán của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Chạy được một lát, khi bắt đầu quẹo vào lộ 81 dẫn ra Láng Cháo, Cồn Trứng, người khách cho tôi biết tên của hắn là Minh. Tôi hỏi cho vui, tại sao anh chọn tôi? Minh cười hì hì, sợ té, mấy bố trẻ chạy giữa quá. Bị té một lần xém gãy giò, hoảng rồi. Cỡ tuổi tụi mình chắc chạy cẩn thận hơn. Tôi đùa, gặp già dịch thì sao? Nói vậy thôi, đường này đắp bằng đất có té cũng nhẹ thôi. Chạc xương sống là cùng. Giỡn hay chơi đó? Để coi, mà anh biết không,
tôi cũng dự phần, học, đắp nên con đường này đó. Mình có vẻ thắc mắc, làm dân công hả? Tôi vắn tắt kể chuyện ngày xưa khi nước mất, đã, học tập, khắp nơi trong vùng này. Bắt đầu từ một đêm mùng 1 tháng 5 năm 1975, kẻ chiến thắng trưng dụng chiếc ghe lá đưa toàn bộ 21 sĩ quan chi khu Long Toàn thất trận vào rừng ngủ u để học. Rồi theo thời gian, rời về Láng Cháo, Khám Lớn Trà Vinh, Bảo Sen, Cồn Tàu, La Ghi và cuối cùng là Bến Giá. Toàn là những bài học gian nan, bi thiết, suốt đời ám ảnh không rời. Con lộ 81 này đã được đắp lên bằng máu của hai chiến hữu và mồ hôi, nước mắt của hơn 200 chiến sĩ xa cơ. Mình hớn hở ra mặt khi biết tôi là tên lính cũ. Hắn thì thầm cho tôi biết hắn cũng được đi học, nhưng xa hơn, miền Bắc, tốt nghiệp năm 1982 và đang ở Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, làm dẫy. Vết thẹo trên trán là kỷ niệm đòn thù ở trại tù Tuyên Quang. Thì ra là vậy, hai người đồng cảnh bất ngờ gặp nhau nên nói không hết những chuyện dưới đất trên trời. Cuối lộ 81 là Láng Cháo, quẹo phải về Cồn Cù, Động Cao, quẹo trái về Cồn Tàu, Cồn Trứng, Khoáng Tiều, Nhà Mát, Ba Đồng. Tôi chỉ long phong về phía sau dãy nhà lá trước mặt để nói với Minh rằng trại tù Láng Cháo ngày xưa ở đó với dãy ruộng muối rộng lớn do chính bàn tay khai phá của đám tù binh. Đầu đó trong đám nhà lá trước mặt này, hồi đó có ông ba Sài Gòn và bà Sáu Lục. Ông ba Sài Gòn quê quán ở đây, thời chiến tranh bỏ xứ lên Sài Gòn kiếm ăn, nay về quê sinh sống. Không dè, ông lại là anh họ của Lâm Văn Mầu, người bạn cùng khóa và đang cùng khổ với tôi. Chính ông đã tổ chức đưa Mầu trốn trại bằng đường ghe lên Trà Vinh rồi từ đó đi xe đò về Sài Gòn ở với vợ con. Về sau, Mầu lại tìm đường vượt biên đường bộ qua Campuchia. Rủi thay, bị Cộng sản bắt ở Châu Đốc và đem giam ở trại tù Suối Máu. Ở đó, Mầu anh dũng leo rào vượt trại và bị lính gác bắn chết tại vòng rào thứ nhì. Bà Sáu Lục cũng mới hồi cư về đây sau chiến tranh. Hình như không có chồng và sống hui hút với đứa con gái chừng 14, 15 tuổi. Bà có sở ruộng hương hòa cả chục công đất rừng giáp danh với trại tù, đào ao xẻ mương đàng hoàng. Nhờ vậy, mỗi con nước, cá tép chạy xà ngôm đem bán chợ cũng đủ xây xài cho hai mẹ con. Từ trại tù có một con đường bờ chạy thẳng tới chòm nhà Sáu Lục. Một bữa nghỉ chủ nhật, tôi bàng hoàng khi người bạn tù Vong Nhiên, Sáu Hoàng, nguyên trưởng ấp Cờ Đỏ, Cảng Long, lớn hơn tôi hơn 20 tuổi, rủ tôi ra nhà bà Sáu Lục làm chuyện nọ kia, cho vui. Sáu Hoàng nói rất thiệt tình, tao làm 2-3 lần rồi. Bà biểu tao chớ làm sao tao dám. Tôi hỏi, đi cách nào tới đó được? Sáu Hoàng đáp, giả bộ đi kiếm cá theo đường bờ phía sau trại, cây già, cây vẹt lung tung, không ai thấy đâu. Mút đường là nhà bà, chui qua cái hàng rào trà tre là xong, dễ ợt. Dễ vậy sao không trốn luôn cho khỏe? Sáu Hoàng buồn bã, ai không muốn trốn, nhưng trốn rồi làm sao ra khỏi vùng này? Ngoài kia là biển, quanh đây là dân của tụi nó, là rừng trồi, mương xẻo chằng chịt. Nhắm trốn lọt không? Thôi thì ra đó chơi một lát cho đã rồi vô. Tôi không đi vì không dám chơi dại và cũng nhất định không tin chuyện trời ơi đất hỡi đó. Đến lúc anh chàng Lương đi theo Sáu Hoàng về nói lại, tôi mới chưng hừng. Lương khoái trá nói, tao với ổng thay phiên nhau làm, không tốn tiền bạc gì hết. Bà còn nói, ngày nào không có chịu không nổi, nghe mậy. Tôi chỉ còn biết kêu trời, ở tù muốn chết mà chơi với bời. Lạ thiệt. Nghe Sáu Hoàng nói đám ham vui càng ngày càng đông, trong đó có cả lão không già lụm cụm. Ốm trơ xương, thiếu điều đi không nổi trong chuyến trở về. Đến nửa năm 1977, trại tù Láng Cháo đóng cửa. Tù binh được rời về Khám Lớn Trà Vinh và quên dần chuyện lạ Sáu Lục. Bây giờ, hơn 10 năm sau, tôi lại có dịp ngang qua và nhắc lại. Biết bao lần đi ngang nhưng tôi không có thì giờ để ghé. Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa còn đó hay không? Lòng tôi bỗng nhiên trùng xuống. Mình chợt kêu lên, người ta làm gì mà gánh gồng tùm lum vậy? Từ hướng Cồn Tàu, 3-4 người gánh những thúng, giỏ, nong, nia, rổ, ki, dế nồi. Đàn bằng tre đang đi trở ra. Tôi không giấu được nỗi xót xa, họ là những người khờ me ở tuốt bên Đại An, Hàm Giang, chuyên sống bằng nghề đương đát. Chắc chuyến này bán ế, họ đang đi lần về nhà. Tội lắm, đồ này gánh muốn gãy xương sống nhưng bán rẻ như bỏ, mình làm không nổi đâu. Mình cũng buồn lây, không còn nghề nào đỡ hơn sao, đỡ gì nổi,
lúa thất, đất cằn, việc làm không có, sẵn có nhiều tre trúc nên làm đại nghề đương đát kiếm cơm. Đại An, Hàm Giang thuộc quận Trà Cú, đa số là người Khmer. Không hiểu vì sao dân cư ở đó phần đông nghèo khổ quá. Những ngày mùa hạn, họ dẫn nhau đi từng đoàn qua kinh đào, cây đôi, Long Khánh, đình cũ của quận Long Toàn, là những nơi có nhiều ruộng nuôi tôm, để chủ ruộng nào cần người đào đất, xên mương thì chạy ra gọi vào. Công xá tính theo tầm, theo thước, nhìn họ dồn tất cả sức lực vào cây gầu ống, ném từng thỏi đất nặng trĩu lên bờ cao nghịu, ai có lòng từ tâm đều không khỏi xót thương. Những người đi bán đồ tre trúc này càng đáng thương hơn. Từ bến đò Đôn Châu, họ đi đò qua kinh đào. Từ kinh đào, họ gánh hàng theo lộ cái đi dần lên, tới đâu bán tới đó. Khổ nỗi, con lộ độc đạo ấy lại đúng ngay hướng gió chướng ào ạt từ Long Toàn thổi xuống. Bạn sẽ nghĩ gì khi thấy những con người đen đủi, ốm nhom, còng lưng gánh nặng đang chống chọi với cơn gió vô tình quái ác. Đôi lúc lại có hai người chung vai gánh nguyên một cái giường tre. Buồn cười nhưng rớt nước mắt không hay. Mình và tôi tự dưng im lặng, không biết vì đâu, xe vẫn chạy rì rầm trên con đường đất nhỏ vắng tanh, hai bên là những lùm cây lức mọc dày đặc trong dải đất bỏ hoang, và không xa lắm, những đụn cát trắng im lìm với hàng phi lao trớn trở che khuất biển xanh ngay chân phía ngoài. Khi chòm nhà đầu tiên hiện ra, tôi chạy xe chậm lại, tới cồn trứng rồi, anh muốn xuống ở đâu? Đến lúc này, mình mới hỏi tôi, anh biết nhà ông Sáu Ngời không? Bác ruột của tôi đó. Tôi phân vân, phải ông Sáu Ngời đã chết mấy năm rồi không? Đúng rồi, tôi về dự đám dỗ đây. Anh biết ổng sao? Còn hơn vậy nữa, tôi mang ơn ổng. Năm xưa, đám tù tụi tôi bị đem ra cồn tàu gần 2 tháng để đắp bờ ngăn nước mặn. Không có sẵn trại giam nên cộng sản gửi mỗi nhà dân quanh đó 2-3 tên tù. Sáng sớm tập trung đi vào rừng lao động, tối về tự nấu nướng, ngủ nghi. Tôi và Phạm Vĩnh ở trong nhà của một cặp vợ chồng son. Thủy, người vợ, tối ngày nhiếc chồng là đồ làm biếng nhớt thay. Năm rơi, người chồng, ngày nào cũng than thở, chắc tôi sống không lâu quá. Nhà lá chật hẹp, giường ngủ của vợ chồng năm rơi phía sau vách lá vàng bạc và cái giường nống trà là dành cho tụi tôi lại đâu đầu ngay tấm vách mỏng đó. Vì vậy, tụi tôi hiểu được tại sao năm rơi kêu trời, kêu đất. Dĩ nhiên, hai tên tù đói khát đủ thứ này cũng trắng mắt, kêu đất kêu trời. Sau này, tình cờ gặp lại Thủy ở bến đò Long Toàn, tôi hỏi dò, anh năm cấp dày khỏe không? Thủy phấn khởi, khỏe hơn Châu, bây giờ đứng bán tiệm có gì đâu mà mệt, thì ra, chuyện trời đất cũng đâu đến nỗi làm người ta sống không lâu, đừng lo. Những ngày ở cồn tàu, chủ nhật nghỉ, đám tù đi lang thang đầy đường. Không phải đi chơi, ngắm cảnh mà là đi kiếm ăn. Người đi thụt cá kèo, móc cua, đào ba khía. Người thả dề dề đầu làng cuối xóm để coi có ai kêu vào mướn đào đìa, cuốc cỏ gì chăng hầu có được vài đồng mua thuốc giấy, đồ ăn. Mười mấy năm sau, những người nghèo đói bên Trà Cú đi tìm nơi làm mướn cũng y chang như vậy. Tôi theo vài tên khác lén bơi qua cái mương lớn đến ấp giáp danh, cồn trứng. Ở đây, tụi tôi được một ông già gọi vào đào đìa. Ông Sáu Ngời, ông nói mấy cháu cứ từ từ mà làm, chừng nào rồi cũng được, trước khi vào việc. Ông cho đám cu li bất đắc dĩ ăn một bữa cơm có đầy đủ rượu thịt, bữa cơm phiêu mẫu ngon nhất trần đời. Rồi đến khi làm việc, cứ một lúc ông lại đi ra kêu cả đám lên bờ hút thuốc, ăn đường thẻ, uống nước trà. Bởi vậy, mặc dù làm việc thiệt tình, đến xế chiều cả đám đảo chưa được phân nửa. Ông Sáu Ngời vẫn vui vẻ nói, đi đâu mà gấp, rồi cho mỗi người một số tiền cùng với một bộ đồ và dặn tuần sau tới làm tiếp. Đang cơn đói ăn, thiếu mặc. Hơn nữa đang sống trong quê hương, dòng họ của quân thù, chúng tôi như từ trên trời rơi xuống. Đêm đó, hỏi khéo năm rơi về ông già tốt bụng ấy, tôi chới với khi biết đó là một đảng viên kỳ cựu, từng giữ chức xã đội trưởng trường Long Hòa trong những năm chiến tranh. Khi cuộc chiến đã tàn, Sáu Ngời về vườn, sống bằng nghề lưới biển và cho mướn đám lá dừa nước rộng ngút ngàn. Có lẽ nhờ cay đắng tình đời nên Sáu Ngời đã biết chút tình nhân ái. Con cháu của ông lù khù, một mớ đã làm liệt sĩ, một mớ đang làm việc khắp nơi trong huyện này, bây giờ lại té ra thêm một đứa con cháu có gốc Ngụy, tên Minh này nữa. Tôi bán tín bán nghi, anh biết nhà ông không,
Minh cười, biết chớ, và hắn chỉ đúng căn nhà dưới hàng dừa cao có cái đìa rộng ở vườn sau, nơi mà ngày xưa tụi tôi đã, đi đâu mà gấp, suốt ba cái chủ nhật mới xong. Tôi yên chí, vậy là tay này không ba xảo. Quốc gia, cộng sản cùng trong một nhà, chuyện này đâu có lạ gì trong cuộc chiến Việt Nam. Tôi nói, vậy thì sẵn dịp, tôi cũng ghé vào thắp nhang cho bác Sáu. Tội nghiệp ông già, mới gặp đó mà đã khuất bóng mấy năm rồi. Xong đâu đó, tôi trở ra bến đò tìm chuyến khác. Mình ở lại và không biết đến bao giờ mới về lại Xuyên Mộc. Tôi gần như quên bẵng người khách xa xôi này. Cuối năm 1996, sau một năm giấy tờ chật vuột, cả nhà tôi được qua Mỹ định cư trong diện tù cải tạo. Xứ lạ quê người, không một người bà con dòng họ, chúng tôi quen dần với cuộc sống chẳng có gì vui. Một ngày chủ nhật, theo thói quen, vợ chồng tôi đến chợ trời giải khuây. Người bán, người mua lao sao giữa trời xứ xa gợi nhớ những buổi chợ quê nhà. Ôi, những buổi chợ mưa ngập lối đi, những buổi chợ nhóm từ lúc trời chưa sáng, lè lói ngọn đèn dầu nghèo khó thương yêu. Chằn lửa, biệt danh thân thương do tôi đặt cho vợ, chợt chỉ tay về phía cuối dãy. Một người đàn ông vác cây cần câu đang bước đi chậm rãi, lưng quay lại. Anh dùm hỏi ông kia mua cần câu ở khu nào và giá bao nhiêu. Tôi lượng khửng, câu kéo ở đâu, hỏi làm gì, chằn lửa nằn nì, lẹ đi, để ổng đi mất bây giờ. Tôi cào nhàu, cần câu ngời ngời như cây anten làm sao mà mất, và luồn lách đám đông, bước vội theo người đàn ông. Mái tóc đen, vóc dáng người châu Á, khi đến sát sau lưng, tôi nói bằng tiếng Mỹ cho chắc ăn, excuse me, người đàn ông quay lại. Trong một lúc, cả hai đứng ngớ ra, hắn nhìn tôi, mắt nheo lại vì suy nghĩ, tôi nhìn hắn. Bàng hoàng vì vết thẹo thâm đen giữa trán. Và như tia chớp, cả hai đều nhận ra nhau ngay. Hiệp xe ôm đó hả? Mình khách ôm tôi đó hả? Hai người cố chi cười vang trời tha hương. Có niềm vui nào lớn bằng? Tôi hỏi, anh đi năm nào? Hát ôm mấy? Mình cười hề hề, không ho hen gì hết. Đi ngay đêm sau bữa gặp anh, bằng chiếc ghe cào của con ông sáu người. Mà tôi cũng không phải là cháu chiếc gì của ổng. Che mắt công an vậy mà. Đi bằng ghe của con nhà đảng viên chắc ăn như bắp, phải không? Tôi kêu trời từng chập, đời tôi hình như hay gặp những chuyện khác thường. Lần này, tôi kêu trời nhưng không phải như lúc ở Cồn Tàu đâu nhé. Bên này sông Long Toàn đến đây là hết. Trước khi chia tay, như thường lệ, xin mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Hát Bên Trời Lãng Quên của tác giả Phạm Trinh Đông. Trong anh nên lung linh, còn nghe niềm riêng lên tiếng. Đâu đây thấp thoáng bóng linh thiêng về gọi người từng đêm mòn mỏi. Vì còn đó những mất mát lâu rồi, dòng đời vẫn trôi, mộng đời đã vơi. Mà lòng buồn tôi chia với ai? Thôi về trên những phôi phai, về nơi cuối chân mây, một mai quên hết không hay. Mặc chuyện đời dối gian, chờ ngày hóa thân, một mình thở than. Hoa không còn nở và lòng tôi vỡ nát héo khô rồi. Tin yêu ngày xưa rét mướt có gió giữa bao câu đành trời, người không thương người nghìn đời mà.
mang theo nước mắt. Ôi, tôi không quên từng dòng máu thơm nhuộm một ướt cao sang, đêm khăn tang lâu đường nhung gấm khói hương tàn thơm trắng tim khang. Cho tôi quên tiếng nói nhân gian, về đây nhìn ra thân thế tôi nghe có bút xa trong tim mình thì thầm giọt đau còn mơ. Rực màu vết thương trong hồn, từng ngày buồn theo nhau trắng muối. Tôi về trên phố ngây ngô, mềm môi ca hát vu vơ, rượu cay ướt áo chưa khô, tìm lại mình nhắc tên gọi tình. Chờ ngày lãng quên. Trời lãng quên, hát bên trời lãng quên.